chiên qua đấy là phải và có rất nhiều loại. Vừa chiên ra là quả hấp thật mạnh nhất của mình sẽ đến đây. Và đến đây. Một chiên qua thì theo em là sơn dầu chiên qua vậy thôi. Đó theo định nghĩa của riêng em. Thực ra nó có thể là ăn với nhưng em không biết ăn rồi. Đấy mình thừa tiền. Nhiều tiền quá mình chả biết điều ở đâu, thế là mình đến đây mình học. Mình thấy kiểu khóa học một chuyên gia kiểu được quảng cáo là có thầy kiểu giáo viên là Á khoa thật ít kêu trợ giảng come from England kiểu ngoài xịn đấy, phải đi học ngay lập tức, cầm ngay khi trong lúc mà mọi người đang tranh nhau kiểu đăng ký đi học như đăng ký tín chỉ, giáo viên bị lừa như thế. Trang của Bụi có giới thiệu về lớp học này, nó cũng khóa đầu tiên, cảm rất là tò mò. Tuy nhiên là thực ra cũng không định đi học bởi vì mình chưa học về màu bao giờ, mà nghe bảo học sơn dầu thì khó lắm. Thế xong rồi thì lại kiểu bị quảng cáo là em ơi lớp này lâu lắm mới mở một khóa nữa, kiểu tầm phải nửa năm hay một năm nữa mới mở thêm một khóa, em đi học đi không phí lắm. Thế là mình phải đi học. Một cái là cũng rất là nhanh. Cái sơn dầu thì mất cái công chờ đợi ấy. Mà khi chờ đợi mình có thể nghĩ ra là mình có thể nghĩ thêm được nhiều cái ý tưởng mới hơn cho cái bức tranh đấy hơn. Có thể nào mang lại cho thấy cảm giác kiểu cuốn hút khi mà vẽ như thế. Sao kiểu acrylic không thể nhớ cho mình kiểu cứ tiếp muốn vẽ mãi như kiểu sơn dầu. Cái đầu tiên khi mà dùng acrylic thì muốn rất là hôi, kiểu rất là khó chịu ấy. Còn sơn dầu thì nó cái mùi hăng nhưng mà cái mùi dầu nó rất là thơm, cũng rất là cuốn hút khi mà vẽ, rất là muốn vẽ tiếp ấy. Với lại là với mình thì sơn dầu nó vừa là một chất liệu mà có thể sửa rất là mọi thứ trên bàn. Mình cố bắt chước theo Van Gogh, cách vẽ của Van Gogh, tuy nhiên là rất là fail và đến mức là kiểu thầy của mình còn bảo là kiểu tao đã nghĩ là sẽ dạy được cho mày vẽ theo Van Gogh nhưng mà hóa ra tao đã nhầm. Nói chung là cũng là một kỷ niệm đau lòng. Liên quan đến triển lãm mùa hè của Bụi, cùng mọi người theo support theo giảng giáo trong tranh rồi triển lãm. Thực ra thì cũng không nghĩ là kiểu sẽ còn đến một ngày mà kiểu tranh mình được treo ở cái triển lãm kiểu nhìn trông pro surprise. Em chạy triển lãm buổi đêm thì còn làm gì buổi đêm thì không kể ra đây. 18 cộng kiểu khó chịu nhưng mà nói chung là rất là thích, chất liệu rất là hay, rất là phê nó rất là mình thấy ấy, giống như là đầu tiên mình làm trận đấy thế là nó rất là thích, nó rất là cuốn hút phê làm lại và cứ làm đi làm lại nhiều lần.